trăm năm chỉ có một ngày, ngày vui duy nhất chỉ có một giờ hôm nay. Và kính thưa quan viên hai họ. Ủa lộn sao rồi kìa cha. Ủa bà Bình, mình nhầm. Và chào mừng tất cả các bạn, và mình là bình luận viên Aurelien Son. Và kế bên mình đây là, mình là bình luận viên Hải ở Huế. Và chúng ta đã có ván 3 sau màn thể hiện xuất sắc giữa hai đội. Và trước khi chúng ta đến với ván 3, chúng ta sẽ đến với màn so tài để quyết định đội nào là sẽ là đội chọn bên. Và đúng như tôi dự đoán là anh Levi và Ngài X đến từ MB. Rồi cụm tay thân thương vui vẻ rồi. Rồi chạm tay gì đây? Cái gì đây? Gã keo gì đây? Tôi nghĩ cái pha chạm tay đó chỉ là vô tình thôi, chứ không có ý gì đến từ hai tuyển thủ của chúng theo ta đâu. Theo anh nghĩ thì cả hai bên, Levi và Froggy, họ có gã cho mình một cái kèo nào đó solo chẳng hạn, như Yasuo ở trận Team Fast. Thì tôi nghĩ tuyển thủ của gã ít của chúng ta khá là khó lường. Không biết hôm nay anh ta sẽ chuẩn bị cái bài gì đây. Chắc anh ta cũng hạn chế solo Yasuo rồi. Rồi gãi đầu. Uống nước lấy bình tĩnh rồi. Thấy cái kèo này, cái kèo sức trẻ với content rồi. Không biết bên nào làm content hay hơn thôi. Cái bắt chuột buffalo rất đẹp nha. Tôi thấy được cái sự dễ thương ở trong rồi. Theo anh nghĩ thì lý do tại sao mà Rocky anh ta lại giữ bắt chuột của buffalo vậy? Anh ta vẫn còn lưu luyến chăng? Theo tôi được biết chắc tại nó đẹp với nó mượt thôi. Và tôi cũng lưu luyến xíu. Bởi vì nhán cho mình Yasuo rồi. Và Bobby bên phía Rocky. Solo Yasuo không? Rồi, và block cho mình Yasuo rồi. Rồi đây có lẽ nào là mang solo Yasuo. Và Bolivia kèo trên luôn. Theo tôi nghĩ rằng là Froggy đã sử dụng cái chất lõ rồi, là gã kèo solo Yasuo rồi, biết tướng khác, biết tướng counter. Yeah, đấy là theo tôi dự đoán như thế thôi. Không, tôi nghĩ là đúng như vậy, bởi vì tính cách của anh ta cũng đúng là như vậy đó mọi người. Thôi tôi không nghĩ, chắc cái này là chọn ngẩn mà chắc không có gì đâu. Cũng fail lay thôi, ai mà làm vậy. Thì theo tôi nhận định rằng là cái kèo này là 100% cho Bolivia rồi đúng không anh Aurelien Son? 99% là dành cho Bolivia, 1% còn lại thì chắc là do kỹ năng của Ngài Froggy thôi. Rồi cười rồi, chắc anh ta cũng nghĩ giống tôi với anh rồi. Cái kèo này khá là chú bơ cho anh ta rồi. Nha. Cái kèo này chắc anh ta đã nói vào mic là anh em ở chọn bên đi, game này của em rồi. Anh em ở chọn bên đi, game này của em rồi. Nhìn bạn Levi anh khá là tâm lý nha. Vào cái kèo đấu khá là khó cho anh ta. Rồi, thì nói chung là nghệ ích của chúng ta luôn làm những điều mà người bình thường không làm được. Thì hy vọng hôm nay sẽ không như vậy. Rồi, skin này rất là đẹp nha, nhưng mà tôi không biết tên. Thì hy vọng ai mà muốn chơi Bolivia thì hãy mua skin này. Tôi thấy cũng khá đẹp, mà tôi không biết tên. Nhá, biểu cảm rồi, nhá, biểu cảm rồi. Rồi, Yasuo 3 kiếm, skin quốc dân dành cho những men Yasuo. Cả hai bên đều cầm nhịp độ, tôi nghĩ là sẽ có một pha on in ngay từ level 3 của cả hai bên luôn. Giật giật di chuyển như Michael Jackson rồi. Khá là vui vẻ và con này. Rồi giật. Có va chạm nhau luôn không? Gọi là vào sát thương là quá nhiều, sát thương là quá nhiều. Rồi kiếm múa kiếm rồi. On in từ hai bên rồi, bật lá trắng thiêu đốt hơi chậm đến từ Froggy. Và anh ta đánh lên, anh ta đánh lên. Trời ơi, anh ta quá gà. Tôi không còn cái lời gì mà nói cho anh ta nữa rồi. Không có tin được. Đúng như tôi và anh dự đoán là anh ta luôn làm những cái điều mà người bình thường không có làm được. Đó chính là thua ở cái kèo trên hoàn toàn. Và ngao ngán rồi. Và theo các bạn biết là khi mà mình giết được một mạng thì mình sẽ có lần bách về nhanh. Và Levi anh ta đã tính được điều đó. Ăn một tách trụ rồi bách về. Nhìn màn hình của bên team MB thì chắc có lẽ là ngao ngán rồi. Chắc hơi khó cho lần tiếp theo để anh Froggy có thể solo tiếp rồi. Tôi nghĩ ở phía phòng chờ thì bên MBE cũng đã xác định cho Gam chọn bên rồi. Cho nên bây giờ họ cứ chiêu thôi. Chờ trận này đã có kết quả nhưng không biết khi nào sẽ là lúc end game cho Levi. Hai bên đã hồi cho mình spell. Revive nâng cho mình tường gió. Thì theo tôi biết cái kèo này nâng tường gió không có ý nghĩa gì hết. Và chạm rồi, hai bên rồi. Đánh thường lóc, sắc thường là quá lờ. Nhắn chói lốc hất tung và chiến thắng dành cho Levi.
quá hay đến từ Levi và quá gà đến từ bên phía Buffalo. À nhầm, à cái gì ta? MB Foggy. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cái kèo này anh ta thua được luôn hay vậy. Thì tôi đã nói cho anh rồi là anh ta luôn làm những cái điều mà người bình thường không làm được. Và chúng ta đã thấy rồi, đó chính là thua cái kèo trên. Và bên Gam đã có cho mình lựa chọn bên. Và đây cũng là cũng sẽ là lần solo cuối cùng của Froggy rồi. Solo cuối cùng của Froggy rồi. À, tôi đồng ý với quan điểm của anh Aurelien Son. Hiện tại thì bên phía của MBE có khá là nhiều lợi thế nha. Và không biết thì ở bên phía MBE họ có giữ được lợi thế của mình không? Hay là những pha lật ngược kèo lại của đến từ Gam đây? Bên Gam đang muốn nỗ lực phòng thủ. Levi. Và Levi, anh ta đứng vào cái góc để cho Bobby đẩy vào. Mặt đất về sống chặn được 3 người. Rồi, bên Gam đang vô tình thế vào ăn rồi, quá là sát thương đến từ FBI. Kia đã nằm xuống. Trụ nhờ chính đầu tiên đã có. Hai trụ nhờ chính và sẽ là end game dành cho MBE. Quá cảm xúc, Foggy ăn mừng rồi, anh ta vỗ tay, anh ta ăn mừng, anh ta ném tay phone luôn. À, đừng có ném nhiều tiền lắm. Ôn soi ôn ra trò rồi, quá mừng rồi, hình như là vô địch rồi, yeah vô địch. Chúng ta có cúp rồi, thắng đương kim vô địch mùa trước. Rồi cảm ơn cộng tay rồi. Rồi good game anh trai. Ôm cái rồi vỗ vai. Rồi good game mấy mèo. À Elio nhầm. Rồi. Thật quá cảm xúc. Anh cảm thấy như thế nào về ngày thi đấu rất là tuyệt vời này của MB? Ban đầu tôi cũng tính làm 2 game 2-0 cho Gam rồi về ăn cơm sớm rồi. Nhưng mà đột nhiên MB lên phong độ làm tôi phải tới game 3. Nhưng mà cuối cùng họ cũng thắng thì tôi cũng khá khen cho họ. Mừng quá, vô địch rồi mọi người, vô địch nha. Thì nhìn tuyển thủ Foggy của chúng ta khá là xúc động. Thì tôi là anh em, cũng là một anh em chí cốt đột với anh ta. Thì tôi cũng đồng cảm với anh ta, tôi cũng biết được khá nhiều tâm sự của anh ta. Thì chắc trận đấu này anh ta đã giải tỏa được một phần nào đó tâm lý đối với đội tuyển Gam và người đồng đội cũ anh ta là Blay. Tuy tôi thấy những màn solo của anh ta khá là lỏ, nhưng mà vẫn là một chiến thắng khá là xứng đáng dành cho anh ta cũng như là MBE. Cảm ơn các bạn đã chứng kiến trận đấu mà MBE đã đánh bại nhà đương kim vô địch Gam Esports. Và mong các bạn hãy cùng ủng hộ MBE nhé.